Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, ở trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, ở trên vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, ở trên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, đi vào đất liền và tan dần trên khu vực biên giới Việt-Lào. Trên đất liền, từ đêm nay 6 tháng 9, bão số 3 bắt đầu gây ra gió mạnh và một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo diễn biến của cơn bão này.